Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với 500 Pro Studio trong khuôn khổ giải đấu Star Ladder Challenger Berlin 2019. Và hiện tại thì đang là trận thi đấu giữa Renegade và G2 Sport map chiều thứ hai. Map chiều thứ hai được pick bởi thành viên team G2 Sport, và liệu rằng họ có thể gỡ hòa được một đều trong trận đấu 3-3 này không, khi họ vừa để thua map chiều Vertigo với tỷ số là 16-11 rồi. Ta cùng chuyển luôn là màn hình chính của trong game thi đấu này mà thôi. Map chiều đất 2, Renegade đã từng thi đấu map chiều đất 2 này ở trong kỳ Major trước các thành viên NRG, và họ đã để thua với tỷ số 16-14 rồi. Đó cũng là một trận thi đấu mà các thành viên bên phía thì NRG đơn giản họ bắn bay quá. Rất nhiều tình huống kiểu 1v3, 1v2 mà chúng ta được chứng kiến NRG bắn với Liquid ấy, kiểu là Ethan ấy, còn lại Fireseven bắn 3 cái mồm chẳng hạn. Đó là một map thi đấu mà NRG rất bay, và Renegade họ cũng rất mạnh ở trong map thi đấu này. Mà không biết rằng các thành viên bên phía team G2 sẽ làm gì đây. Di chuyển 5 người ở khu vực A-Long giai đoạn đầu rồi. Giờ thì bên phía team Renegade có những tình huống đẩy lên trên khu vực short và cả khu vực lâu tần nữa. Các thành viên bên phía G2 di chuyển rất đông người ra A-Long. Có 2 smoke và 2 flash rồi. Và có vẻ như là một round thi đấu mà G2 Sport đang muốn di chuyển thẳng từ A-Long lên với 2 quả smoke che kín đến khu vực City. Shoxi vẫn đang là người kê đẩy lại ở khu vực middle mà thôi. Và giờ Liad bắt đầu phát hiện tình huống di chuyển lên các thành viên bên phía G2 rồi. Liad đã gục điệp Lucky, 2 quả smoke trả ra, nhưng bây giờ tiếp tục phát được pop vào đến các thành viên bên phía Renegade. Jacob có Amadek rồi, Liad có hạng công thứ 2 không đây? Renegade đang di chuyển hết tất cả đội hình của mình về khu vực xe. Và giờ thì Jack đông người quá, và ngay lập tức thì anh phải đắm xuống mất rồi. Shoxi sẽ là người sống sót cuối cùng trong tình huống này. Shoxi lộ rồi, và một cái mồm rất nhanh chóng dành cho vị trí của JKS. 1-0 dành cho Renegade. Một round thi đấu mà bên phía của Renegade họ có người để vào cục lao tun từ thời điểm đầu, và rất nhanh chóng có được lượng info đều theo back về bắn đến 4 bom xây trong round thi đấu vừa rồi. Và VV có 4 A thì rất khó được gai có thể di chuyển đến khu A-Long được, khi đó là một cự ly tầm xa, và khẩu USP thì rõ ràng là có ưu thế hơn rất nhiều so với những khẩu Glock bên phía T-side. Và bây giờ round đấu tiếp theo này thì G2 Sport fork bài luôn với sức cao trên người của Genet cũng như là những khẩu C75 và cả một mark 10 trên tay của Amadek nữa. Tuy nhiên liệu gái có thắng được round thi đấu này không đây, nó lại một chuyện khác. AZ cũng phải những mùa nắng cường của A-Shot trả ra một quả đết, tuy nhiên thì nó lại không có được độ chính xác cần thiết, nó chỉ cấu được có một máu của Jack mà thôi. G2 Sport round thi đấu fork bài luôn. Bây giờ thì có vẻ các thành viên bên phía G2 họ sẽ di chuyển rất đông người ra khu vực A-Shot chứ không phải là A-Long nữa rồi. Nhưng vấn đề là quả C4 hiện tại vẫn đang được giữ bởi Amanek ở trên khu vực hầm B. Có vẻ như G2 Sport họ chỉ muốn chiếm đi khu vực A-Shot để gây áp lực lên đội hình các thành viên bên phía Renegade mà thôi. Và bây giờ thì G2 đang muốn đánh mid to be you. Bên phía Renegade chỉ có 2 người trong bom side B, đó chính là Jacob cũng như là JKS. Và giờ thì 2 player này cũng sẽ phải cần thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng đây là một round thi đấu G2, có người nào di chuyển trên khu vực tunnel hay không? Có một cửa shop rồi, JKS bắt được Jack. Giờ thì Jacob vẫn còn ở đây, Jacob có một mồm tiếp tục thì 4 người ở khu vực middle, nhưng chỉ đổi được một mà thôi, chắc chắn không có cơ hội gieo shop. Nhưng quả C4 này vẫn có thể nhặt lại được. Shop 1v3 khó làm được hay không đây? Nhặt lại được một khẩu MP9 rồi đẩy vào rất phục xúc. Có flash búp vào trắng cả 2 player bên phía G2 cũng như Renegade. Và giờ thì shop không có cơ hội trong tình huống xử lý này. 2-0 dành cho các thành viên bên phía team Renegade. Mid to B và hoàn toàn không thành công đến từ bên phía G2 Sport. Họ sẽ phải eco trắng trong round thi đấu này mà thôi. Trong khi team Renegade, Liad đã có AUG, JKS thì sẽ lên cho mình khẩu súng gì đây? Có vẻ như sẽ là lên khẩu M4, sẽ quyết định hợp lý. Gratifaction vẫn cầm cho mình khẩu scout. Cái map thi đấu đầu tiên cũng là map thi đấu mà có thể thấy rằng các thành viên bên phía Renegade họ bắn rất bay. Cái skill cá nhân của họ đang đạt đến một cái đỉnh cao rồi. Nếu như G2 Sport không cẩn thận thì họ sẽ bị loại khỏi kỳ Major lần này. Và giờ thì bên phía Renegade vẫn là 3 khẩu SMG MP9 mà thôi. Liad sẽ là người có cho mình khẩu súng AUG, khẩu súng to nhất trong đội hình của Renegade thời điểm hiện tại. Amadek vẫn đang gây rất nhiều khó chịu trên khu vực lầu B. Jacob và JKS vẫn đang là bộ đội của team B, và rồi phát bóng ra, vâng, tham mình là rất chuẩn xác. AZ có một mạng rồi, tiếp tục đẩy ra tham mạng đến từ vị trí của AZ. Nhưng bây giờ thì đối phương cũng chỉ nhặt lại được một khẩu MP9 mà thôi. Lộ rất nhiều thông tin đến các thành viên bên phía G2 rồi. Jacob và JKS lại còn đẩy được lên trên khu vực lầu B nữa. Và giờ thì Gratis Faction chỉ việc giữ lại mà thôi. Đội hình của các thành viên này đang ép đến rất gần rồi. Gratis Faction không nên mất mạng, nhưng Amadek vừa hạ cũng đi được Gratis Faction thành công. Jacob đã bóc đến đít, và bây giờ chỉ còn lại một mình Lucky, không có cơ hội trong tình huống này. 3-0 dành cho các thành viên bên phía Renegade. Lại một lần nữa là một khởi đầu rất thuận lợi cho bên phía Renegade. Map theo Vertigo thì họ cũng đã có được những cái round thi đấu đầu tiên rất thuận lợi rồi. Và đến với round thi đấu 2 này, liệu rằng lịch sử lặp lại không đây? G2 Sport, đây sẽ là full buy đầy đủ đầu tiên của họ, với thậm chí là cả một cửa LMP cho Kenneth luôn, 3 AK và 1 SG-553 cho Amadek.
Tuy nhiên bên phía Renegade thì sao đây, họ áp hẳn được hai khẩu ốp rồi, hai AUG và duy nhất AZ sẽ là người bắn một khẩu MP9 mà thôi. Tổng lượng trang bị được lên là rất nhiều từ cái team. Nửa trả vào phục Alom là chuẩn xác đến từ Renegade rồi. Tạm thời đẩy lưu được các viên team G2. Gratification pay off từ khu A-Shot. Tuy nhiên chưa pick được người ở khu Tanner, nhưng dây kết vừa kết thúc đi mạng của Kenneth ở khu Middle rồi. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía Renegade. Chúng ta thấy rằng ngay lập tức thì họ lên cho mình hai khẩu ốp luôn. Cái map thi đấu đất tài này nếu như bắn bên phía CD side thì có hai khẩu ốp nó sẽ là rất mạnh. Và giờ thì các thành viên bên phía G2 gặp khó rồi. Kenneth đã phải nằm xuống. G2 muốn làm gì đây? Smoke shot được trả ra. Bên phía G2 có vẻ nhọn đang muốn di chuyển hết về khu vực bom side B. Amadek bị bắn yếu, chỉ còn cho mình hai máu rồi. Một tiếng mà có vẻ như bắn xuyên tường đến từ JKS. Và bây giờ thì bên phía team G2 họ đang gặp rất nhiều khó khăn di chuyển vào trong khu vực bom side B. Renegade đã lộ ra hai khẩu ốp rồi, một ốp A, một ốp B. Và giờ thì bên phía G2 vẫn còn rất nhiều bom mìn. Một quả smoke được trả ra để che đi tầm nhìn của JKS. Sẽ là một quả lửa đổi lại đến từ các thành viên bên phía team Renegade. Chúng ta thấy rằng đội hình của bên phía Renegade vẫn đang giữ trì hai người của bom side B mà thôi. Jacob sẽ là người giữ mid và bây giờ thì JKS nhìn ra hay chưa đây. JKS đục bực trượt rồi, ngay lập tức thì anh phải nằm xuống. Jacob đổi được mạng của Jack thành công, trả một quả smoke để có thể câu thêm thời gian nữa. Jacob làm gì đây? Jacob bóp cây áp sát sang bên trái rồi và thêm một quả lửa nhồi vào nữa khiến cho Jacob mất đi vị trí đứng. 3v3 và cơ hội vẫn còn cho thành viên bên phía Gorilla Esports. Gratification cũng như là Azure đang check lại mid rồi và biết rằng là không hề qua kê lại mid đến từ ai. Chỉ có 3 người trong bom side B thôi và Renegade chắc chắn sẽ làm tiếng muốn retake. Không, như vậy là một định xếp súng rất an toàn từ Renegade mặc dù họ đã clear lại cả mid rồi. Một quyết định phải gọi là có phần hơi an toàn một chút đến với các thành viên bên phía team Renegade. Bình thường thì anh thấy rằng là các team họ ngại retake bởi vì là họ sợ có người của team side cài lại ở mid ý, thì di chuyển từ side này sang side kia dễ bị mid bắt. Nhưng mà ra đấu này thì Renegade họ còn một quả lửa, còn một quả flash, có kit nữa, cũng như là clear lại mid rồi nhưng mà họ vẫn quyết định đi safe. Có lẽ là tại vì các đội hình bên phía Renegade thì họ muốn giữ cho mình hai khẩu AWP hơn. Cái map thi đấu đất hai này cũng không bao giờ được dễ để retake cả, đặc biệt là khu vực bom side B. Renegade quyết định một phương án an toàn rồi. Và vừa rồi thì có một player ở bên phía G2 Esports bị nổ chết bởi bom. Những khẩu ốp vẫn sẽ được xếp lại mà thôi. Tiền của các thành viên bên phía G2 vẫn chưa phải là quá nhiều. Và Renegade với việc mà họ xếp được cho mình 3 khẩu súng, 2 khẩu ốp nữa, 2 khẩu ốp rất quan trọng thì họ sẽ có thể full buy đầy đủ ở trong round thi đấu này mà thôi. Vẫn là khẩu ốp đến từ vị trí của Gratification cũng như là JKS. Và giờ thì G2 Esports Kenneth có ốp rồi. Liệu có tình huống đấu ốp ở khu vực middle hay không đây? Không nên có tình huống nhoi ra. Vị trí của JKS đang căn tham mình thì có vẻ như muốn kéo ốp ra rồi. Kenneth vẫn là người giữ lại. Kenneth đang kê lên trên khu vực A-Shot. Các thành viên bên phía team G2 vẫn đang là một đội hình bắn rất chậm mà thôi. Vâng, 1 phút 35 giây, 20 giây trôi qua khá yên bình, không có ai phải nằm lại cả. Cũng như chưa có một chút sát thương nào được gây ra đến từ cái team. Kenneth đang là người vác LV đi đường mid khá tự tin. Kenneth ăn quả flash rồi và ngay lập tức là để cho cái bom họ tràn được lên của A-Shot. Tuy nhiên thì đang có Azure kê lại đây rồi. Round thi đấu này thì G2 sẽ di chuyển ra sao đây? Vẫn có vị trí của Amadek kê lại cục Tanner. Một hình chiếm map khá là cơ bản đến từ G2 mà thôi. G2 Esports có vẻ như là một bách ngược về để chiếm A-Long, nơi mà có vị trí của Gratification là người kê trực diện với khẩu AWP của mình vào. Và giờ thì G2 họ còn lại cho mình hai quả flat. Liệu quả flat này có trắng đi vị trí của Gratification hay không đây? Vẫn đang giữ rất cường và bây giờ thì chờ flat trả ra rồi. Lucky vẫn bị đục xuyên tường, chỉ còn cho mình 16 máu mà thôi. Rất may mắn đến từ vị trí của Lucky. Gratification vẫn đang muốn cường trong tình này. Và giờ thì các thành viên Renegade và quyết định ăn thua ở khu vực A-Long luôn. Bên phía G2 đã stack nó lên trên khu vực xanh rồi. Và giờ thì có lửa để nhồi vào không đây? Renegade cũng đã hết bom, vẫn không để di chuyển được lên trên khu vực A-Long. Nhưng A-Shot bắt đầu tràn vào rồi. Các thành viên bên phía G2 Sport cần phải di chuyển vào khu vực xanh A. Kenneth và Jack mỗi người có chung một mạng. Nhưng vấn đề là quả C4 vẫn đang kẹt tại khu vực A-Long. Giờ thì Azure đang câu kéo được rất nhiều thời gian rồi. Có một quả smoke trả ra che đi tầm nhìn của Azure. Đối phương bên phía G2 đã di chuyển được lên trên khu vực A-Long. Nhưng bây giờ thì quả C4 đã rơi. Nhưng vấn đề là lợi thế hơn người đang thuộc về các thành viên bên phía G2. Di chuyển qua như thế nào đây? Quả bom không thể di chuyển qua vị trí của JKS. Và bây giờ thì JKS, vâng, JKS đang đứng một tấm kê ngang ra. Nhưng đó là một tiếng bắn tốt hơn đến từ Amadek. 2-3 dành cho các thành viên bên phía G2 Esports rồi. Một round thi đấu rất xuất sắc đến từ vị trí Azure, câu kéo được rất nhiều thời gian ở khu vực A-Long. Tuy nhiên thì cuối cùng G2 Esports vẫn là người giành chiến thắng. Và với việc để thua hai round thi đấu liên tiếp thì Renegade họ sẽ phải có cho mình một round đấu eco bên phía City mà thôi. Một round thi đấu eco trắng hoàn toàn. G2 Esports
thì sau đây họ quyết định bắn hai ốp bên phía T-side. Một quyết định mà khá là mạo hiểm. Tuy nhiên thì Dirt 2 cũng là một map thi đấu mà có thể bắn hai ốp được. Map thi đấu Dirt 2 là một map hiếm hoi có thể bắn hai ốp ở bên phía T-side. Đây là một cái map mà đầu súng tầm xa rất nhiều. Round thi đấu này thì có lẽ là không có quá nhiều điều để nói khi mà Renegade chúng ta thấy rằng full eco mà thôi, 4 khẩu SP, 1 khẩu PA50. Có một flash đến từ vị trí của Azer và đội hình của Renegade đang stack 5 người của A-Long rồi. Nhưng có vẻ đây là một round thi đấu mà G2 Esports họ đang muốn tràn vào khu vực bom dãy B. C4 cũng còn drop ở gần khu vực bom dãy B. Lucky là người kê lại khu vực A-Long mà thôi, nhưng Lucky còn có vẻ như Lucky vừa bỏ đi thì các thành viên bên phía Renegade bắt đầu tràn lên. Và giờ thì KNS có biết điều này không đây? Nghe thấy tiếng rồi, KNS hạ cũng đi được JKS. Sẽ di chuyển vào trong khu vực bom dãy B đến từ G2 thôi. Và chắc chắn sẽ là 3 đều dành cho các thành viên bên phía G2 Esports. Một round thi đấu mà Renegade chủ động bỏ bom dãy B và đẩy A-Long cùng nhau. Tuy nhiên thì Kenneth vẫn rất cẩn thận, có chừng một điểm hạ gục và bây giờ thì anh ấy biết rằng đối phương ở đâu rồi. Kenneth liệu rằng bắt được Van Jackson hay không đây? Bắn trước một viên rồi nhưng cũng không sao cả. Vẫn sẽ là vào tắm cho người anh Scott và tôi. Mình nghĩ rằng Kenneth nên lùi ư. Kenneth vẫn đang muốn có thêm mạng ở đây. Một nét nữa trả ra nhưng chắc chắn là sẽ không quay được một chút đam nào rồi. Tỷ số sẽ là 3 đều để cho các thành viên bên phía G2 Esports. Và bây giờ thì bên phía Renegade sẽ có cho mình round thi đấu full buy đầy đủ tiếp theo mà thôi. Amnek nhìn thấy lưng của các thành viên của Renegade rồi shock xì flick off là rất tởm. Và bây giờ thì bên phía team G2 Esports sẽ có cho mình round thắng thứ 3 ở trong game thi đấu này. 3 đều và bây giờ sẽ là một round full buy đầy đủ tiếp theo dành cho bên phía của Renegade với 2 khẩu off. Một map thì đang có đến 4 khẩu off rồi. Và liệu rằng team nào sẽ là người đạt được cái round thi đấu này đây? Đối với G2 thì lượng tiền vẫn còn rất thoải mái nhưng Renegade thì lại là câu chuyện khác hoàn toàn rồi. Vẫn là hai khẩu ốp dành cho các thành viên bên phía team Renegade. Nhưng vấn đề là trong round thi đấu này họ không có kit. Sẽ là một bất lợi cho các thành viên bên phía Renegade. Nếu như đối phương G2 Esports đặt được bom thì sẽ là rất khó để vượt tách được. Bên phía team Renegade có vẻ như đang là một quyết định cương ở khu vực A-Shot. Tiếng boost để nhìn xuống khu vực lâu tăn rồi. Vâng, Gravity Faction đang là người được boost lên. Quả flash trả ra khá khó chịu và tình Renegade sẽ phải lùi về mà thôi. A-Long ở trong round thi đấu này không có bất kỳ một team nào di chuyển ra cả. Lucky vẫn là người kê đẩy ở bên ngoài mà thôi. Trong khi đó các thành viên bên phía team G2 bắt đầu di chuyển ngược về để chiếm lại khu vực middle rồi. Có một quả smoke A-Shot được trả ra. Gravity Faction vẫn đang là người giữ cương lại ở khu vực A-Shot. Một round thi đấu đánh chậm đến từ Guy Sport rồi. Họ chủ động muốn chiếm map thôi. Nhưng mà họ round thi đấu này thì không chiếm được khu vực A-Long. Và điều đó khiến cho Renegade rất thoải mái bắn 3 người. 2 người ở khu A-Shot và 2 người khu middle. Không phải điều động đến 3 A như những round đấu trước nữa. Bây giờ thì bên phía team G2 có vẻ như đang muốn đánh thẳng vào khu vực bom side B. Nhưng Renegade chỉ có một mình Jacob ở đây mà thôi. Cần phải có tiếng backup về Amadek nhảy bắn với khẩu Mark 10. Lại là khẩu Mark 10 với thương hiệu của Amadek rồi. Cái khẩu Mark 10 trên tay của Amadek tỏ ra là rất nguy hiểm. Giờ Renegade đi xếp súng mà thôi, chắc chắn là như vậy. Không có cơ hội dành cho các thành viên bên phía Renegade. Kenneth thậm chí còn móc đằng sau của A-Long nữa. Kenneth đang bắt súng các thành viên Renegade. Rồi rồi Kenneth double kill đến từ cho Kenneth. Triple kill. Những tình huống nhấp nhá cực kỳ khó chịu đến từ Kenneth và đã có đến 3 mạng rồi. Gravity Faction bị quay. G2 Esports chắc chắn một mặt yêu chúng đối phương và rách kết thúc đơn Gravity Faction. Một tình huống bắn rất ảo diệu đến từ cái tên của Kenneth. Và điều đó đã vùi dập Renegade khiến cho họ có cho mình một round eco tiếp theo bên phía Cityside rồi. Lượng tiền hiện tại thì không thể buy được nữa. Và ngay lập tức thì Renegade họ phải có một tiếng pow. Một tiếng bắt súng quá tởm đến từ vị trí của Kenneth. Đây là một round thi đấu eco dành cho các thành viên bên phía Renegade mà thôi. Có vẻ như tỷ số sẽ là 5-3. Hơi 5-3. Khó một chút. Tuy nhiên thì từ trước đến nay mình vẫn được nghe đồn rằng map Dirt 2 là một map có một phần nào đó T-side nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Thực ra thì em thấy Renegade họ mạnh ở bên phía City hơn. Nhưng mà cái map thi đấu Dirt 2 này thì nó nghiêng về có lẽ khoảng tầm 55-45 dành cho bên phía T-side thôi. Giờ thì sẽ là một round thi đấu eco dành cho các thành viên bên phía Renegade. Nhưng mà với cái tên của 2 thì chúng ta vẫn cẩn trọng một chút. Thứ 2 có thể thua eco bất kỳ lúc nào. Với những khẩu lục như thế này thì các thành viên bên phía Renegade sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và đây là một round thi đấu mà Renegade họ stack đông người ở khu vực bom side B rồi. Ngay G2 Esports thì họ đẩy ra A-Long rất đông mà thôi. Tận dụng lợi thế của những khẩu súng to để có thể đấu skill tầm xa. Quyết định rất hợp lý đối với các thành viên bên phía G2 Esports. Và Kenneth vẫn đang là người giữ ốp lại ở khu vực mid chính.
vẫn là cái đội hình 2AWP dành cho các thành viên G2 bên phía T-side rồi. Kennet có vẻ đang gặp nguy hiểm khi mà sắp có tiếng double pick đến từ bên phía City rồi. Vừa cũng hơi nhảy qua thu hút sự chú ý của các tướng thì Kennet bị cấu vào, nhưng rất may là các tướng dừng chỉ làm cầu USP mà thôi, và cũng chỉ cấu được có 15 máu của Kennet. Và bây giờ thì bên phía G2 Sport họ đã muốn lên A chưa đây? C4 vẫn đang di chuyển cục pit cũng như là vị trí của cả Lucky và Jack nữa. Bắt đầu của Smoke City trả ra rồi, Soxy đang kê lại trên side. Rất khó để Renegade có thể thủ được tình huống này với chỉ hai người trên bom xây mà thôi. Chỉ là những khẩu Deagle dành cho các thành viên bên phía team Renegade mà thôi. Nhưng vấn đề là Gratification lại móc được xuống khu vực A long rồi. Người iSpot chắc chắn sẽ còn kê lại một tình huống này mà thôi. Kennet là người kê lại rồi, Kennet mà hơi sai thằng mình một chút, còn là Kennet phải nằm xuống. Khẩu ôm đã rơi vào tay của Gratification. Và bây giờ thì Amelie còn bắn chết thì là Lucky. Cái gì đang xảy ra thế này? Nhưng rất may mắn là Shoxi đã hạ gục được Gratification thành công. 4-4. Vâng, G2 vẫn đem đến chúng ta một cái gì đó rất là khó hiểu và rất kịch tính. Và bây giờ thì Azer vẫn đang còn ở trên khu bom xe A rồi. G2 liệu có check hay không đây? G2 có vẻ sẽ không check đâu. Và Amelie, thôi xong rồi Amelie ơi. Đặt được bom, nhưng vấn đề là Amelie đã phải nằm xuống. Shoxi xử lý được trong tình huống này. Đối phương đã đặt được bom rồi, và bây giờ thì Shoxi không được rồi. Trời ơi, vẫn là cái tên G2 mang đến cho chúng ta quá nhiều cảm xúc. Một round thi đấu mà từ trước đến nay tôi nghĩ rằng chỉ có tôi mới thua được thì G2 cũng thua được rồi. Đối phương Eco trắng phao. Sau đó thì bắn cả nhau đến từ G2 Sport. Kennet thì có một pha sai thăm mình và chết ở khu vực A long khá đáng tiếc. 4 đều theo một cách mà gần như không ai tưởng tượng ra được. Nhưng G2 thì họ vẫn tạo ra được một round thi đấu như vậy. Tôi thật sự tôi không thể tin được tại sao các thành viên bên phía G2 có thể để thua ở trong round thi đấu vừa rồi nữa. Từ những tình huống sai timing, lỗi skill, sau đó là đến cả tình huống deny nhau nữa. 4 đều dành cho các thành viên bên phía Renegade. Bây giờ thì G2 Sport lượng tiền của họ vẫn đang còn là rất nhiều thôi. Gratification lần này sẽ là người giữ ốp ở khu vực mid đồ. Đã thấy rằng bên phía Renegade đang chủ động bắt bài khu bom sai B, bắn 2B và 1 mid. Khẩu ốp của JKS thì sẽ được giữ ở khu vực từ K lên trên khu vực A shot. Các thành viên bên phía G2 Sport ở trong round thi đấu này có vẻ như họ vẫn đang chủ động chơi một phong cách bắn chậm mà thôi. Gratification vẫn đang giữ ốp rất cương lên trên khu vực top mid. Bây giờ thì Kennet nhìn thấy Gratification rồi, rất may mắn là một tiếng có vẻ như là bắn trượt. Gratification kéo ốp sang bên trái. Bây giờ thì các thành viên bên phía G2 Sport có muốn đục vào vị trí của Gratification không đây? Shoxi đục nhau với chúng tôi này. Shoxi chỉ còn cho mình 23 máu mà thôi. G2 cần phải cẩn thận hơn. Một tình huống đục tốt đến từ Gratification khiến cho Shoxi chỉ còn lại có 23 máu mà thôi. Tiếp tục là những quả smoke được trả ra mid và có một smoke xbox đến từ bên phía T-side rồi. Tuy nhiên thì lại không phải là di chuyển lên short. Có vẻ như là một pha thi đấu mà muốn fake đến từ G2 để có thể vào được khu bom xe B mà thôi. Bắt đầu di chuyển đội hình rồi, họ đã bỏ lại A-Long hoàn toàn cho bên phía City. Tuy nhiên thì ra đấu này đang làm lối bắt bài với hai bom xe B, và thậm chí vị trí mid của AZ cũng thể back về hỗ trợ là rất nhanh chóng. Vào B sẽ khó khăn hơn bao giờ hết cho bên phía G2. Nào, chúng ta chờ xem pha thiếu đánh B này của ai sẽ diễn ra sao đây. Bắt đầu kéo off vào rồi, cầu yếu thêm máu của Jack đến từ Gratification. Và bây giờ thì dây cầm có mạng của Jack, Gratification bắt được Amelie rồi. Pha xấy xong thì hơi lỗi đến từ dây cầm, nhưng không sao cả khi có Gratification ở đây. Chỉ còn lại hai người từ G2 thôi, 2 vs 4, tham không còn nhiều nữa. Soxy nghe thấy rất nhiều tiếng động ở mid, nhưng đó là những bắn quá tốt đến từ Lion. Và cũng là triple kill cho Gratification luôn. 5-4 cho Renegade, và lại lần nữa G2 5-4 dành cho các thành viên bên phía Renegade rồi. Tỷ số rất giống mắt thiếu trước. Cũng 4 đều, sau đó là cũng 5-4. Nhưng lần này thật sự nó còn không tưởng hơn. Lần trước cũng không tưởng lắm rồi, lần trước cũng thua Hapby của Renegade. Lần này thua hẳn Eco trắng luôn cho nó chắc cú. Cực kỳ bất ngờ. Rất chia buồn với những anh em nào mà thêm một lần nữa đặt niềm tin vào 5R G2. Lần này thì bên phía team G2 Esports vẫn đủ tiền để có thể full buy mà thôi. Đã phải có một tình huống tham out tactic rồi. Ốp vẫn sẽ được lên dành cho vị trí của Kennet. Trong khi đó thì Amelie sẽ sử dụng khẩu súng gì đây? SG-53 chứ không phải là Mark 10 nữa rồi. Shoxi vẫn đủ tiền để có thể thoải mái full buy. Có vẻ như sẽ không phải là hai khẩu ốp dành cho các thành viên bên phía G2 Esports. Renegade, lượng tiền của họ cũng không phải là quá nhiều. Giữ tiền ở bên phía CDSide chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Và lần này thì Kennet. Vâng, Kennet quyết định giữ ốp ở khu vực Suicide. Các thành viên bên phía team Renegade lần này đã di chuyển rất đông người trong khu vực A-Long rồi. JKS bắt được Lucky. Nếu mà G2 muốn phi ra khu vực A-Long thì họ đã mất đi một người được sớm. Liệu có muốn GV nữa hay không đây? Khi mà Renegade đã bỏ ngược đi khu vực A-Long rồi,
boost ngược lên trên short đến các thành viên Renegade. Gratifaction vẫn đang là người giữ ốp cường ở khu vực middle mà thôi. JKS, chúng ta nhìn thấy rằng JKS đã được boost lên trên ở khu vực A short rồi. Lợi thế người đang dành cho các thành viên bên phía Renegade, nhưng G2 họ vẫn còn rất nhiều cơ hội trong game thi đấu này. Đẩy ba người ra và chiếm hoàn toàn khu A long đến từ bên phía G2. Soxy sẽ là người kê lại cùng middle, tuy nhiên anh đang không có nhiều phạm vi di chuyển nữa rồi. Và bây giờ thì G2, ba người A-Long cần phải có những động tĩnh nhất định để Soxy có thể nào đó thay đổi được vị trí đứng của mình. Và bây giờ thì JKS bắt đầu kéo off ra, kê ngược lại long. Rất nhiều phát được trả ra nhưng lửa ran thì JKS đã chuẩn xác rồi. Nhưng KDS lại bắt được JKS với tiểu phản ốc phương mình. Soxy biter với các mạng của Gratification thành công, rạch đục chết được AZ. Và lợi thế hơn người là quá lớn cho bên phía GA Sport rồi. 4v2, có lẽ rằng là bộ đôi còn sống Renegade sẽ cố gắng đi xếp súng ư? Như vậy là Liad có vẻ vẫn đang muốn đi bắt người hơn là đi xếp súng, khi mà vị trí đứng của anh đang không hề thuận lợi một chút nào cả. Vâng, một người Liad, vâng Liad xoay chết đi được vị trí KDS rồi. Double kill dành cho vị trí của Liad. Cái gì đang xảy ra vậy? Soxy vẫn đang di chuyển lên từ khu vực A-Shot và bây giờ lộ tiếng rồi. Soxy cũng đã lộ vị trí. Liad biết được rằng có Soxy ở A-Shot đang móc vào và bây giờ Soxy nằm xuống rồi. Cơ hội retake là có dành cho các thành viên bên phía Renegade. Amadek làm gì đây? Flash được trả ra. Renegade cần phải nhanh hơn. Tham vẫn đang còn có kit trên người của chàng dây cầm cũng như Liad. Không đoán được vị trí của Amadek rồi, nhưng bây giờ Liad xây lôi quá. Liad ơi, đó vẫn là một tiếng hạ không được đối phương và Global kịp dành cho vị trí của Liad rồi. Không kịp. Yeah. Vâng. Trời ơi. Một round thi đấu rất buồn cười đến từ các thành viên team G2 và đầy cảm xúc nữa. 4v2 nhưng phải vẫn phải chết cả đống đến từ các thành viên team G2. Và may quá là Amnex có một quyết định hợp lý. Quả lửa của Amnex dù ít dù nhiều nó cũng đã câu vừa đủ tham để cho C4 nó kịp nổ. 5 đều dành cho bên phía GA Sport, tuy nhiên thì một round thắng trông quá là chật vật và phải tốn cả 5 mạng thì họ mới có được một chiến thắng. Renegade vào thi đấu này vẫn sẽ full buy được thôi, và cả G2 chắc chắn là cũng như vậy rồi. Một key round ở tiểu first half này, team nào thắng thì sẽ là team vươn lên được dẫn trước trong trận đấu tiếp theo. Rất bất ngờ trong một tình huống 4v2 từ sai lầm của Kenyet, sau đấy thì các thành viên bên phía G2 Sport tí nữa thì họ đã phải để thua. Vẫn xét lên hai khẩu ốp dành cho các thành viên bên phía Renegade ở trong round thi đấu này. G2 Esports, Kenyet vẫn sẽ có chỉ một khẩu AWP mà thôi. Nhưng bây giờ thì lượng tiền của hai team đang rất thiếu rồi. Renegade vẫn sẽ di chuyển ba người cùng con xe hạ giai đoạn đầu. Có lửa được trả ra nhưng đối phương thì đã tràn qua được khu vực xung quanh rồi. Sẽ phải bách về đến từ Azer mà thôi. Vâng, Liad đứng cương và ngay lập tức thì anh phải trả giá. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía G2 Esports. Và giờ thì Soxy bắt đầu bò được trong khu vực middle rồi. Vâng, Soxy. Đây rồi, Soxy nhìn thấy chân của Azer. Tiếp tục là một mạng nữa dành cho vị trí của Soxy. Gratifaction vẫn đang giữ lại ở trên khu vực A-Shot. Và rồi Gratifaction có bắt được Shock hay không đây? Shock đang di chuyển vào rồi, Shock lộ đầu. Nhưng vấn đề là Shock vẫn di chuyển được lên trên khu vực bom site B. Trong khi đó thì JKS vừa bắt được Lucky thành công. Và các thành viên bên phía G2 Sport có vẻ như họ không muốn di chuyển lên trên bom A nữa rồi. Bom site B vẫn còn đó là cái tên J cường với khẩu Mark 7 trên tay. Một tình huống đang là hơn người và liệu rằng GA Sport xử lý như nào đây? Gratifaction bắn trước nhưng người bị cấu nhiều máu hơn lại chính là anh, khi mà Kenneth đã đục một viên off vào người rồi. Gratifaction chỉ còn 21 máu thôi. Jacob đang muốn cương trực diện với một khẩu Mark 7. Và giờ thì Jacob bắn trước đầu tiên rồi. Trượt tiếp bên thứ hai, trượt tiếp bên thứ ba. Và không có vận bắn bên thứ tư nữa khi Amnex kết thúc ngay cái mạng của anh. Một tình huống bắn rất khó tin mà tôi nghĩ rằng chỉ có Zil mới có thể làm được. Và bây giờ thì Kenneth, ui cái gì xảy ra với Kenneth thế này? Ôi, bỏ người như thế giới động vật đến từ vị trí của Kenneth. Và cuối cùng thì lại là bắn một viên off vào chân của đối phương. Vâng, thì ok đi hết, có vẻ như là phân vân quá, không biết bắn ai cả. Sau cuối cùng lại đi bắn vào chân của đối phương ạ, sau đó thì phải nằm xuống. Vâng, ok đi hết, đang đem đến cho chúng ta Rất nhiều những pha xử lý đẳng cấp đến từ bên phía G2. Tôi thề là trên cõi đời này chỉ có một mình GA Sport có thể tạo ra những tình huống như vậy. Và bây giờ thì tiếp tục là Soxy đi cúng mạng rồi. GA Sport không còn quá nhiều tiền nhưng họ vẫn đang chi rất bạo tài ở đây. Liên tiếp là trường rơi súng không đáng có đến từ GA Sport. Cái tình huống bắt súng ở KDS thật sự thôi, không biết phải nói câu gì nữa. Quá là nhà quê. Còn KDS lúc bay thì rất bay, nhưng lúc tấu hài nó cũng rất là vui. Đúng rồi. Anh nhớ có một tiếng bắt súng ở khu vực cũng là từ A long, xong KDS bắt được đến 4 3, súng. 4 súng, ừ. Bây giờ thì KDS, vâng, tự bắt súng chính mình. Hình như dạo gần đây Việt Nam ấy, anh thấy là người ta đang nới lỏng cái bộ luật gì đấy ra rồi để có thể cho những nghệ sĩ nhân dân lên nghệ sĩ ưu tú lên nghệ sĩ nhân dân. Ừ. Và Kenneth chắc là sau tình huống đấy cũng lên được nghệ sĩ nhân dân rồi. Vâng, một pha xử lý tôi không thể tin nổi.
Round thi đấu này Renegade sẽ là một round thi đấu half buy, vẫn có hai cổ ốp trên tay của JCat cũng như là Gravity Faction. Bây giờ đến bên phía team G2 Esports có kèo trực diện từ Gravity Faction lên trên top mid. G2 có muốn kéo ốp dài không đây? Vị trí của chính xác là Kenny ở trong round thi đấu này không còn ốp nữa rồi, chỉ có một khẩu ngắm SR553 dành cho Amanek rồi. Đây, bên phía team G2 Esports tiền của cũng không phải là quá nhiều. Bây giờ thì Shoxi là người gây khó chịu ở vùng mid đồ rồi. Renegade đang cài một cái bẫy ở mid Jacob và Azor, vâng, đẩy đến rất gần rồi. Liệu các thành viên bên phía G2 có tràn vào mid hay không đây? Tuy đây là một round thi đấu mà G2 đang chủ động bắn rất chậm, vẫn đang chỉ được tiếng kê đẩy mà thôi. Time vẫn còn là 1 phút. G2 biết rằng Renegade vẫn còn đến cho mình tận 2 khẩu AWP cơ. Renegade đang bỏ hoàn toàn khu vực bom xe A. Liad cũng sẽ là duy nhất kê lại. Và G2 Esports có vẻ như họ đang muốn đẩy lên trên vùng bay long rồi. Shoxi lộ vị trí nhưng Shoxi vẫn phẩy được vào mồm của Jacob. Lợi thế người dành cho các thành viên bên phía G2 Esports bắt đầu tràn lên trên khu vực bom xe A mà thôi. Azor đang muốn đẩy nhưng Azor và Gravity Faction vẫn chưa lộ. Và bây giờ thì các thành viên Renegade đang đẩy lên trên khu vực bom xe A là rất nhanh chóng rồi. Azor bắt được Shoxi, còn một người ở khu vực lâu tàn nữa. Azor có vẻ như biết điều này, đó vẫn là mạng dành cho Amanek. Và bây giờ thì tỷ số có vẻ như sẽ là 7-5 cho G2 Esports mà thôi. Quá khó để retake trong tình này, nhưng JKS đục chết đi được Amanek. Thường tình huống đục rất ảo đến từ JKS. 3v3, vấn đề là các thành viên bên phía Renegade không có kit nên là một tiếng xếp súng thì hơn. Quyết định của họ sẽ là xếp súng rồi, khi mà thậm chí là JKS và Lát đều không có giáp nữa. Nếu cố gắng retake thì sẽ rất phí phạm những khẩu súng to này. Trong khi đó nếu xếp thì hoàn toàn thể bài được ở đấu tiếp theo với một lượng trang bị rất đầy đủ. G2 Sport có cho mình rào thắng thứ 7. Bên phía T-Side trận thi đấu vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Không, anh thì thấy nó rất nhẹ nhàng và vui nhộn đến từ G2 Sport. Chính những cái tình huống vui nhộn của G2 khiến cho ta cảm thấy chắc chắn G2 không làm như vậy thì khả năng cao bây giờ họ đã rất trước với một cách biệt lớn hơn. Chính xác. 7 năm cho bên phía G2 và bây giờ thì sẽ là một key round cho Renegade. Một round đấu vô cùng quan trọng. Họ sẽ có cho mình 2 ốp cũng như là 3 khẩu rifle. Lượng bom mình là đầy đủ hết cỡ rồi. Có cả 2 kit nữa. Thực ra ở bên phía T-Side các thành viên bên phía Renegade đang xếp súng là khá nhiều. Cái map thi đấu đất 2 là một cái map mà chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều khi xếp súng. Đơn giản là nếu như mất một bom thì rất khó để thấy bom kia còn lại có thể back về retake. Bây giờ các thành viên bên phía G2 Sport di chuyển 3 người ở khu vực tunnel từ sớm rồi. Sẽ là một tiếng tràn ra từ mid đồ rồi. Có tràn thẳng mid chính hay không đây? Gravity Faction bắt được Lucky rồi. Bách về rất nhanh chóng. Azor sẽ căn timing để nhảy xuống hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Bây giờ đi Azor. Đây rồi. Một mạng, hai mạng. Có mạng thứ 3 không đây? Nhảy nhót này. Bây giờ thì Kenneth đổi được mạng của Azor. Vấn đề là Kenneth cũng chỉ còn cho mình 25 mắt về. Info đã lộ ra là rất nhiều rồi. Các thành viên bên phía G2 Sport có vẻ như là muốn di chuyển lên trên khu bom xe A. Đã có tiếng bách về đến từ JKS và cả Liad nữa. Một mạng cho mình chiều JKS. Amanek có một người một mạng rồi. Và bây giờ thì Amanek có thịnh double kill. Nhưng tiếng nhảy nhót với khẩu mát người vẫn đang tỏ ra là rất hiệu quả. Nhưng JKS sẽ kết thúc đi được mạng của Amanek để đem về ra tăng thứ 6 cho Renegade rồi. Cho em hỏi tại sao vừa rồi G2 họ cứ nhảy nhót ở cửa mid đấy. Ai cũng nhảy với chứ không phải một người nhảy. Nếu mà người đi đầu nhảy thì anh hiểu là để hút đạn, nhưng anh thấy người đằng sau cũng nhảy luôn. Thì kiểu đang định bách về xong tiện thấy là Azor nó bay ra sau lưng, sợ quá giật mình đúng không? Ok. G2 bây giờ lại biến thành còn cả dancer anh ạ. Anh nhìn đến cuối cùng Amanek cũng nhảy không? Nhưng mà Amanek nhảy thì nó còn hợp lý hơn. 7 sao G2 Sport một round thi đấu trông khá là bổ mắt đến từ họ. Và bây giờ thì vẫn sẽ buy được mà thôi. Với việc mà Kenny còn đến 6.000 tiền, Jack còn 5.300. Một tiếng tham mau rồi. Có vẻ như các thành viên bên phía G2 cũng đang bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn một chút. Nãy giờ thì họ cũng vui hơi nhiều rồi. Round vâng. Tiếp theo thì sẽ là một round thi đấu có thể mua được dành cho các thành viên bên phía G2. Nhưng với cái lượng tiền như này thì em nghĩ rằng có lẽ vẫn sẽ là mua mà thôi. Technical power đến từ bên phía Renegade rồi. Và đây sẽ là một tình huống power khá lâu rồi. Thì mic của bên phía JKS lại có vấn đề. Lại là vấn đề mic của JKS. Ui, à? Thậm chí là còn muốn redo round luôn kìa. Thì bao giờ power được chả phải backup round anh. Đúng rồi. Vâng, vừa rồi Soxy có tình huống cười KK. Ôi. Xong Soxy còn chat luôn là như lờ. Ôi nhưng JKS chỉ bậy quá kìa anh. Kìa, tôi cần bác sĩ. Tôi cũng cần medic, kiểu y tá bác sĩ gì đấy. Bởi vì anh ấy đã
Ui, Medic á. Ui. À, chắc chắc là Medic chỉ là ấy thôi, kiểu gọi là không không phải là kiểu bác sĩ trong nghĩa đen, kiểu nghĩa bóng ấy, cần người đến là sửa chữa ấy anh. Ừ, ok ok. Ủa mắt cười ghê, chắc là trêu thôi. Đúng rồi, trêu thôi. Nhưng mà sốc sĩ biết tiếng Việt kìa em. Đâu. Đấy, đoạn trên kìa KK giống như L kìa. Chắc là chửi đồng đội nhưng mà chắc nhầm chắc ôn. Hình như là ý của JKS là kiểu mic ai bị hỏng nhỉ? Mic JKS hỏng, mic Isua kìa nó bị kìa robotic, là chắc là giọng kiểu bị robot đấy. Robot. Đấy. Nhưng mà kiểu chắc là kiểu ấy xong rồi tự tự sửa ấy anh. Ừ. Tức là kiểu làm hỏng. Ừ. Kiểu không biết gì mà cứ tay máy. Đúng. Backup round rồi. Hy vọng rằng là sẽ có được tình huống ăn pau và tiếp tục ra thi đấu thôi. Tình yêu đến từ Liat rồi, trận đấu sẽ quay trở lại ngay thôi. Ok. Vâng, ra thi đấu này cứ hai spot sẽ full bài một cách đầy đủ của tôi. Một ốp được lên dành cho vị trí Kenyet, Amanek và Shoxi. Có thể bắn cho mình những khẩu Mark 10, đặc biệt là vị trí của Amanek. Đây rồi, đúng là một khẩu Mark 10 dành cho Amanek. Kenyet vẫn có ốp. Giờ chúng ta hãy cùng chờ xem, cứ hai spot vẫn đang là người dẫn trước ở trong map thi đấu này. Nếu như để thua ở trong round thi đấu thứ 14 thì khả năng rất cao là họ sẽ để thua tiếp ở round thi đấu cuối cùng là first half rồi. Lượng tiền các thành viên G2 thì còn nhiều rồi, tràn lon sớm cho các thành viên G2. Gravity Faction bắt đi được Amanek. Và giờ thì bên phía G2 ngay lập tức quay ngược hướng về khu vực A shot luôn. Thì Nga giờ cũng đang có một góc đứng cường ở đây rồi. Các thành viên bên phía team G2 Sport quả nên trả ra đến từ AZ chưa tới. Bây giờ thì có cả Liat Bách về để hỗ trợ nữa. G2 lại muốn quay ngược về đánh vào trong khu vực A long. Nhưng bây giờ thì họ chỉ còn lại một quả flash duy nhất đến KDS mà thôi. Shoxi sẽ là người được gài lại ở trên khu vực A-Shot ở trong round thi đấu này. Bây giờ thì bên phía G2 Sport có vẻ như họ vẫn muốn chảy cối vào trong khu vực bom xe A rồi. Gravity Faction là người kê ốp từ khu vực ô tô ra. Và G2 Sport ở trong round thi đấu này thì họ cũng còn không còn lửa nữa. Làm thế nào để đẩy được vị trí của Gravity Faction đây? Chỉ còn duy nhất một quả smoke đến từ Lucky. Một round thi đấu mà G2 Sport nếu như muốn lên A-Log sẽ gặp rất nhiều trở ngại với việc Gravity Faction đang kê trực diện rồi. Và bây giờ thì Kenneth nhảy ra và ngay tức vào tầm ngắm của Gravity Faction. Double kill cho Gravity Faction trong round thi đấu này rồi. Shoxi là người của Sport thì đang có đến hai người của Renegade ở đây. Gravity Faction vẫn chưa nằm xuống, nhấp nhá rất khó chịu của ô tô. Trả ra một quả smoke nếu như được phương ném lửa rồi, nhưng bây giờ thì Lucky đục chết được Gravity Faction luôn. Tuy nhiên thì Renegade vẫn đang lợi thế hơn người là rất lớn. 4v2, time chỉ còn 35 giây rồi. Có một người short và có một người sai. Thậm chí rằng dây cầm đang đẩy mid luôn. Liat kết thúc Lucky, Jack lộ vị trí. Dấu chấm hết cho Jack rồi, không thể xử lý nổi trong pha thi đấu này nữa. Nào Jack, đi đâu về đâu đây? Liat không chính xác là dây cầm đã móc tới nơi rồi. Thêm quả hết rất đau và lại dây cầm có mạng của Jack ngay lập tức. 7 đều dành cho Renegade. Quá khó trong tình huống vừa rồi. 7 đều. Và giờ thì các thành viên bên phía team G2 Esports round thi đấu yếu tiền. Mỗi player chỉ có khoảng 2.000 đô mà thôi. Sẽ là rất khó khăn dành cho các thành viên bên phía G2. Vậy tỷ số trong lượt thi đấu first half này sẽ là 8-7 nghiêng về bên phía Renegade. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa thể biết được Amanek lại có thêm một khẩu Mark 10 rồi. Liệu các thành viên bên phía G2 có một tiểu đánh B hay không đây? Vậy thì round thi đấu này thì G2 vẫn sẽ chỉ có đánh chậm mà thôi. Gravity Faction vẫn sẽ là người giữ ốp ở khu vực A long. Trong khi đó là JKS, khẩu ốp quay sẽ được di chuyển ra khu vực bom xe B. Đây là một round thi đấu mà Renegade chủ động bắt bài ở bom xe B rồi. G2 thì có vẻ như họ đang giữ cũng rất đông người ở trên khu vực tunnel B. Liệu có một tiếng bắt bài chuẩn hay không đây? Azer đã back về để di chuyển ra hỗ trợ khu vực middle cũng như là bom xe A nữa. Bây giờ thì các thành viên bên phía G2 đang muốn đánh vào B rồi. Khoảng thời gian này thì Azer đã back về. Và trong bom xe B chỉ còn lại hai người bên phía team Renegade mà thôi. Azer cần phải di chuyển về sớm hơn. Shoxi đã tràn vào trong khu vực middle rồi. JKS đã là người kê ở khu vực phương sau. Và giờ JKS có lửa được trả ra khu vực hốc phải đến từ JKS. Có mạng hay không đây? JKS đây rồi. Đó là cái tên Jacob. JKS bắn trượt. Vẫn còn Jacob ở đây và cả Azer nữa. 8-7 dành cho các thành viên bên phía Renegade ở trong lượt thi đấu first half. Một tỷ số đang tạm thời nghiêng về Renegade. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa biết rằng khả năng bắn T-side của Renegade nó có thực sự tốt hay không đây. Gray Spot, một đòn đầu Piston mà cũng sẽ khá là quan trọng cho họ. Nếu như đang muốn comeback được ở Master 2 này thì Gray Spot cần phải thắng đòn đầu Piston tiếp theo. Tỷ số 8-7 cũng là một cái tỷ số gì đó nó khá là
cân bằng mà thôi. Vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội dành cho các thành viên bên phía G2. Nếu như G2 để thua ở trong map thi đấu này thì họ sẽ phải ra về. Renegade, quãng đường của họ trong kỳ Major này cũng rất khó khăn. Họ để thua ở trong hai map thi đấu đầu tiên trước các thành viên NRG và sau đó là Avantgarde. Và toàn là những map mà họ thua với tỷ số 16-13 với 16-14 mà thôi. Sau đấy thì họ đã đánh bại được Dream Eater và ngày hôm qua thì là FaZe Clan. Nếu như có thể đánh bại được cả các thành viên G2 nữa thì đó sẽ là một kỳ tích dành cho các thành viên bên phía Renegade. Round thi đấu này thì Gratifaction và Jacob sẽ là những người lên giáp 1, trong khi đó thì JKS và Azer sẽ là những người lên bom. Thậm chí JKS đã còn đang tự lên cho mình khẩu P250 luôn. Lyat thì có vẻ như đang muốn giữ tiền để round sau up được luôn cho mình khẩu AK. Tính ra thì em thấy quãng đường vào cái vòng này của các thành viên bên phía G2 gặp rất nhiều khó khăn. Chính riêng ở cái vòng New Challenger thôi, vòng New Legend thôi thì các thành viên bên phía G2 cũng phải đụng độ với cả Navi này. Sau đấy thì họ để thua trước Astralis. Tiếp theo thì họ gặp MIBA thì bây giờ có lẽ cũng không còn quá mạnh nữa rồi. Nhưng mà ngày hôm qua thì Avantgarde cũng đang vào cho mình một phong độ rất bay. Nói chung hai cái trận thi đấu mở màn các thành viên bên phía G2 nó không hề dễ dàng chút nào cả. Chắc có lẽ là cái đối thủ mà dễ thở duy nhất với G2 là MIBA thôi. MIBA đang khá là bết bát ở giải đấu lần này. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại ngay về round thi đấu Beastone tiếp theo của Matthew Dirt 2. Have fun đến từ 3 player của hai team. Và Beastone round này, Guy Sport sẽ làm luyến đồ khá quen thuộc bên phía City rồi. 4 cái giáp 1, Amnet sẽ là người lên kit cũng như là 2 quả flash để hỗ trợ đồng đội. Và rồi thì Kenneth đang muốn đẩy midder. Kenneth vẫn đang đấu súng tay đôi với vị trí của Azer ở khúc middle. Tuy nhiên bây giờ thì Jack đang đẩy ra từ way shot rồi, đã nhìn thấy đội hình bên phía Renegade. Jack sủi về thành công. Một tình huống sẽ là nhảy kinh nghiệm lý hơn vào đây rồi. 3 bom xây đến từ bên phía GI Sport, trong khi Renegade họ vẫn đang giữ lại ở cục A shot thôi. Renegade đã chiếm được khá nhiều phạm vi di chuyển ở trên map rồi. Amanek vẫn đang là người giữ cơ của khu middle. Giờ Amanek nhìn thấy Jacob rồi, có mạng hay không đây, mới chỉ bắn yếu đối phương mà thôi. G2 đang bắn rất cường ở khu vực mid, có cả Amanek cũng như là Shoxi nữa. Và bây giờ thì có vẻ như lợi thế sẽ thuộc về các thành viên bên phía G2. Cả 5 người đều di chuyển ra khu vực middle rồi. Rất cục xúc dành cho các thành viên bên phía G2 sót khi một quả C4 đã rơi. Và bây giờ thì Jacob có mình 2 mạng trước khi phải nằm xuống. Lian cũng là double kill. Cái gì đang xảy ra thế này? JKS bò được vào bom B, nhưng bây giờ thì JKS đã phải nằm xuống bởi Amadek. Vâng, Liad di chuyển ra, nhưng Liad chỉ có mình 15 máu rồi. Cần phải xử lý bình tĩnh hơn đến từ vị trí ở đây. Liad, Amadek không có giáp trong tình huống này, nhưng vấn đề là có kit trên người của Amadek. Và Liad chỉ còn cho mình 15 máu thôi. Di chuyển lên bom xây đến từ vị trí của Liad rồi. Amadek thì vẫn đang giữ lại khu middle, vẫn đang dựng di chuyển về City. Đặt bom thành công cho Liad, nhưng bây giờ thì Amadek biết điều gì đang diễn ra rồi. Sẽ là tiếng 1-1 và lợi thế nghiêng về Amadek khi anh đang lập đều khỏe máu hơn. Lyat cần phải bắn hai viên liên tiếp vào mồm. Và bây giờ thì Lyat lộ vị trí ở cục ram rồi. Amnek vẫn đang rất thoải mái thôi với việc anh có một cái kit. Và chúng ta chờ đợi xem pha đấu trí diễn ra giữa Lyat và Amnek như thế nào đây. Amnek nhảy check thấy Lyat rồi. Và Lyat 15 máu, liệu có làm được hay không đây? Và bây giờ thì đó là một tình huống xử lý tốt hơn đến từ Amnek. 8 đều dành cho bên phía GA Sport rồi. Round thi đấu Pistone rất căng thẳng. 8 đều dành cho các thành viên bên phía GA Sport. Tiếp tục là một tình huống tay máy chân tay từ Amanek rồi. Táp nhẹ hai cái vào mồm của Liad, mặc dù Liad đã nằm xuống. 8 đều. Ở đó thì đó này không biết rằng các thành viên này Renegade có quyết định up luôn hay không đây. Đúng là như vậy rồi, Liad tự up cho mình một khẩu SG553 và một cái giáp 2. Gratifaction lên cho mình một khẩu Scout, Jacob bắn AK giáp 1. Vâng, một round thi đấu mà các thành viên Renegade chủ động fork buy luôn. Tuy nhiên thì G2 Sport chúng ta thấy rằng họ cũng up đến cho mình tận 2 khẩu M4. Nhưng Liad sẽ có cho mình một cái scope X2 với khẩu SG553. Và Renegade ở trong round thi đấu này, vị trí của Jacob đang là người di chuyển xuống khu vực lâu tan. JKS sẽ kể ở trên khu vực lâu B. G2 Sport họ đang bắn cường 2 người ở khu vực A-Shot, bỏ hoàn toàn khu vực A-Long đến từ cả hai team rồi. Và giờ thì bên phía Renegade họ sẽ triển khai như nào đây? Vẫn chỉ là những tình huống kê đây đến từ Renegade thôi. GI Sport thì đang có một tình huống stack 2 người ở khu A-Shot. Tuy nhiên thì có vẻ như Renegade không mặn mà lắm với vị trí này, mà họ đang di chuyển cùng nhau đến 4 người A-Long luôn. A-Long hiện tại chỉ có một mình Kenneth kê với một khẩu Scar mà thôi. Và liệu rằng Kenneth có bắt được mạng nào trong round thi đấu này không đây?
Pop Flash để bắt đầu tràn ra khu vực A-Long đến các thành viên bên phía Renegade rồi. Lai Sport vẫn đang giữ hai người cương ở khu vực A-Shot. JK sẽ là người biter duy nhất trong tiếng này mà thôi. Và giờ đây các đội hình của bên phía Renegade sẽ tràn lên trên khu vực A-Long. Lai Sport bắt đầu dùng tay máy rồi. JK đổi vào vị trí và JK phải nằm xuống. Dùng tay máy không cần thiết. KDS kết thúc đi được là tiếp bánh trần rồi. Tiếp tục thì không có double kill. Một cái scope PK và Liad vẫn hoàn toàn có thể làm được. Các thành viên bên phía Renegade di chuyển lên trên bom Saiya như thế nào đây? Vị trí đứng của người trong side đó chính là Lucky đang là rất đẹp. Time chỉ còn 30 giây mà thôi. Và Renegade vâng di chuyển bỏ luôn qua rồi. Không có bất kỳ một quả Smoke City nào cảm rời. Lucky lộ đầu hay không đây? Lucky hạ cũng đi được Jacob. Lợi thế người rất lớn dành cho các thành viên bên phía Team G2 Esports. Bắt đầu đẩy lên nữa rồi. Thêm một quả Smoke được nhồi ra. Nhưng Azer bắt được Lucky với một tiếng mà Lucky hơi tái máy một chút. Tiếp tục Liad kết thúc đi được Shoxi rồi. 2v2. Liad chỉ còn cho mình 8 máu. Nhưng Jack cũng không khỏe hơn là bao. Và giờ thì Liad di chuyển được lên trên side rồi. Cần phải có một người kê lại đằng sau. Đến từ các thành viên bên phía Renegade. Có vẻ như đang muốn bắt người ở short hơn. Jack chỉ còn cho mình 16 máu thôi. Một khẩu MP9. Và bây giờ thì Jack nằm xuống rồi. Lợi thế người dành cho các thành viên bên phía Renegade. Đây lập tức thì Amadek. Trời ơi. Và một tiếng bắn quá ảo đến từ Amadek với khẩu M4. Và lại một lần nữa cái tên Amadek xuất hiện trong tình huống clutch. Double headshot dành cho Amadek cứu về một round thắng quan trọng tiếp theo bên phía GI Sport. Và tạm thời thì GI Sport họ đang vươn lên dẫn trước với tỷ số là 9-8 rồi. Liệu có một tiếng mua luôn hay không đây? Đúng là như vậy rồi, Renegade quyết định mua tiếp ở trong round thi đấu này. Lần này thì các thành viên bên phía team Renegade AK47, Gali, Liad liệu có muốn lên cho mình khẩu SG nữa hay không đây? Đây, đây rồi, khẩu SG ở trong cái map tiêu đất 2 này vẫn sẽ luôn là một lợi thế khi có cho mình một cái scope X2. Và bây giờ thì bên phía team Renegade có vẻ đang muốn tràn nhanh ra khu vực A-Long. Và Lucky, quả phát trả ra, Lucky không bù. Nhưng AZ vẫn kết thúc đi được mạng của Lucky. Liad ăn rất nhiều bom và anh chỉ còn cho mình đó chính là một cái chết rồi. Vâng, AZ chỉ còn mình một chấm máu, Jacob cũng chỉ còn 36 HP. Rất nhiều tổn hại dưới các thành viên bên phía Renegade. Jack đang đẩy vào rồi, Jack xây. Vâng, Jack xây rất bù mắt. Nhưng may mắn này vẫn đổi được cho mình một mạng. AZ kết thúc đi được hai người. Và giờ chỉ còn lại một mình Jacob mà thôi. Có vẻ các thành viên bên phía G2 Sport sẽ có cho mình chiến thắng ở trong round thi đấu này. Jacob nhặt lại cho mình quả bom cũng như là một ít lượng flash nữa. Có một người móc đằng sau khu vực T-Bay rồi. Jacob nhặt thêm cho mình cả một khẩu SG-553. Nhưng bây giờ thì liệu có đoán được người đằng sau hay không đây? Bằng chính xác là một khẩu AK đến từ vị trí của Jacob. Có vẻ không biết được điều gì rồi. 18 cho các thành viên G2 Sport. Một round thi đấu rất xuất sắc của Lucky. Mặc dù không có mạng nào nhưng rõ ràng là quả lửa của anh đã gây ra rất nhiều thiệt hại về máu cho bên phía của Renegade. 18 rồi và G2 Sport có vẻ như là những cái round đầu bên phía City đang diễn ra là khá thuận lợi cho họ. 3 round thắng thông rồi. Trong khi đó thì Renegade đây chỉ là một round đầu H5 mà thôi. Tuy nhiên thì riêng với cá nhân G2 thì những round đầu đối phương H5 luôn là một điều gì đó rất khó xoay sở, rất khó lừa. Và trong lượt thi đấu xuất sắc thì G2 đã để thua trước một round đầu Antinico mà gần như đối phương chỉ có khẩu lục mà thôi. Không biết rằng lần này thì các thành viên đến từ G2 Sport sẽ có một lần nữa lặp lại lịch sử hay không đây. Hấp bài rồi, các thành viên bên phía Renegade di chuyển cả 5 người lên trên short rồi. Lucky đang cần tham nên trả quả nết này ra. Và quả nết trả ra cực kỳ đau cái Gratification. Gratification không có giáp. Tiếp tục thêm một quả nết nữa. Rồi xong rồi các thành viên bên phía Renegade. Vâng, thậm chí là quả smoke lại còn tự rơi ra luôn. Gratification nằm xuống. Và G2 Sport đang có cho mình rất nhiều lợi thế. Di chuyển lên trên short đến các thành viên Renegade từ. Tôi nghĩ đây sẽ là một thảm sát dành cho G2 Sport thôi. Gratification là người đầu tiên nằm xuống. Bên phía Renegade còn 4 nhưng trong đó thì có 3 người là thương binh liệt sĩ rồi. Liad, Jacob và Jacket đều đang rất yêu máu. Với lượng máu như này thì họ sẽ rút rất nhanh bởi những khẩu M4 của đối phương mà thôi. Lucky vẫn đang góc kê khá là đẹp đây. Bắt đầu một phát rồi. Lucky bắn cho thằng mình. Jack Kenneth có mạng. Double kill cho Kenneth và Jack cũng là double kill luôn. Chính xác hơn thì Kenneth đã có triple kill rồi với việc hạ gục Gratification từ đầu. 11-8 cho bên phía G2. Tuy nhiên bây giờ sẽ là một đòn full buy đầy đủ tiếp theo dành cho bên phía của Renegade. Đã có op cho Gratification, 2 của AK. Và Jacket và Liad sẽ là một người lên AK, một người lên SG-553 chăng? Khoảng cách vẫn chỉ đang là 3 round mà thôi. Vẫn đang là khoảng cách rất gần. Hoàn toàn có thể comeback được dành cho các thành viên bên phía team Renegade. Tuy nhiên thì họ cần phải chắc chiêu từng round thi đấu một. Bên phía G2 trong round đấu này di chuyển ra phía A-Long rồi. Gratification chưa nhìn thấy người xuống pit. Có nết và lửa được trả ra khiến cho vị trí của Gratification phải lùi về mà thôi. Vẫn
đang cố gắng pick người đến từ Gratis Faction. Nhưng bây giờ thì chắc chắn không có cơ hội để di chuyển lên A-Long nữa. Renegade sẽ phải quay ngược về khu vực A-Shot cũng như là khu vực Middle mà thôi. Jacob vẫn đang là người di chuyển độc lập ở khu vực Tunnel B. Gratis Faction sẽ kê lại mid chính. Liad sẽ là người kê đẩy ở A-Long. Và giờ đội hình của bên phía GI Sport, một mình Jack sẽ là người được giữ lại ở khu vực A-Long rồi. Vâng, và giờ thì bên phía của Renegade họ sẽ di chuyển như thế nào đây? Lửa check lại cục cửa mid rất cẩn thận từ Renegade. Và liệu có phải là một tình huống đánh tiếp tục vào A-Shot hay không đây? Đây rồi, đang di chuyển lên khu A-Shot đến từ Azure và cả chữ dây cường nữa. Trong khi đó thì bên phía G2 vẫn đang có người đắp của Gu và một người kê trực diện từ khu ô tô. Ba bom xe từ Guy Sport sẽ là rất chắc chắn rồi. Kenneth đang muốn búp một quả flat để Lucky có mạng ở khu A-Shot. Và liệu rằng Renegade có muốn phi vào hay không đây? Vẫn đang hầu lại ở A-Shot là rất đông người. Một round thi đấu chậm đến từ Renegade. Và liệu rằng chậm có phải là phương án hợp lý để họ có thể vào được bom xe hay không? Có một người ở khu vực Goose, đó chính là vị trí của Kenneth. Các thành viên bên phía Renegade bắt đầu trả smoke ra rồi, có cả lửa được ném vào nữa. Và bây giờ bên phía team Renegade sẽ trả rất nhiều flat mà thôi. Có người đã nhảy xuống được khu CT, Kenneth có được một mạng rồi nhưng Jacob hạ cũng được Lucky thành công. Giờ thì Kenneth đang là người gặp khó, Kenneth có một bồm, không có cái bồm thứ hai dành cho mình nhiều Kenneth. Jack đang cố gắng đổi mạng cho người đồng đội của mình. Vẫn đang sẽ phải là một tiếng retake dành cho các thành viên G2 Esports mà thôi. Gratis Faction và Azure cũng chỉ còn cho mình khoảng 30 máu. Và giờ thì đội hình của bên phía G2 Esports, Shoxi và Amrex di chuyển về từ đường CT. Sẽ không có ai đi lên trên shot dành cho các thành viên G2 trong round thi đấu này cả. Và giờ thì bên phía team Renegade, họ đã back hết đội hình về khu vực A-Shot rồi. Gratis Faction vẫn là người kế ốp thẳng ra khu vực A-Long. Và giờ thì có flash được trả ra, Gratis Faction có bại không đây? Đối phương đã di chuyển qua rồi và Gratis Faction, vâng, đang là key player thiếu này và Gratis Faction nằm xuống bởi Jack. Một tiếng bắn quá tốt và đó là double kill đến từ cái tên Jack. 12-8 dành cho các thành viên G2 Esports rồi. Những tình huống xấy F4 có độ chính xác cực kỳ cao từ vị trí của Jack rồi. Khi mà rõ ràng nếu chỉ một viên thì không thể chết ngay được. Đó là hai viên liên tiếp ghim vào mồm đối thủ đến từ vị trí của Jack. 12-8 dành cho bên phía của Guy Sport và Renegade. Họ vẫn chưa có được cho mình bất cứ một round nào bên phía T-Side cả. 8-7 và bây giờ thì đó đã là 12-8. Có lẽ ở Renegade cần phải có một tình huống tham out tactic thôi. Nếu như cứ để cái trận thi đấu nó trôi như thế này, nó sẽ là rất bất lợi dành cho các thành viên bên phía team Renegade. Giờ thì sẽ là một round thi đấu full buy, không có ốp được lên đến từ vị trí của Gratis Faction. G2 Esports round thi đấu này thì vẫn đang là một đội hình hai long mà thôi. Kenneth đang là người đẩy ra ốp ở khu vực middle rồi. Bây giờ thì có phát để trả vào Kenneth, u trắng xóa rồi, có sủi đây không đây? Kenneth vâng, sủi về được đến từ vị trí của Kenneth rồi. Renegade đang muốn đánh thẳng vào khu bom side B. Và giờ thì bộ đội bom side B cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Shoxi cũng như là Amadex, Shoxi lộ vị trí rồi. Shoxi hạ cũng đi được một người nhưng Amadex thì chết chay. Và bom side B thủng cực kỳ nhanh chóng mà thôi. Retake như thế nào đây? Có một người móc về từ đường A-Long. JKS đang là người bay tờ đi bắt súng rồi. Vâng, bên phía G2 Sport có vẻ như họ đang muốn đẩy ra khu vực A-Long để xếp súng mà thôi. Quá khó để retake ở trong tình huống này. Lượng tiền của các thành viên bên phía G2 vẫn đang còn là rất nhiều. Với việc xếp được 3 khẩu súng nữa thì họ sẽ hoàn toàn có thể full buy đầy đủ ở trong round thi đấu tiếp theo. Một round thi đấu siêu tốc đến từ Renegade khi họ set ngay một bài mid to B phi thẳng ra luôn. Bộ đôi bom Savi trong tình huống vừa rồi thì mặc dù sốc có vị trí đứng là tù nhưng vẫn có được cho mình kịp một mạng. Trong khi thì Amrex lại là một cái chết chai và đó là điều khiến cho người Sport để thua trong round thi đấu này. 9-12 dành cho bên phía của Renegade. Tuy nhiên round sau vẫn sẽ là một đấu full buy đầy đủ từ Gai mà thôi. Trong khi đó thì Renegade lượng tiền vẫn không phải là quá nhiều. Và bây giờ thì bên phía G2 Esports, nếu như round thi đấu tiếp theo Renegade để thua thì họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lượng tiền của họ đang thọt hơn so với G2 là rất nhiều. Sẽ vẫn là một round thi đấu nhọc nhằn dành cho các thành viên bên phía team Renegade. Vâng, và đang là một tiếng pow đến từ bên phía của Renegade rồi. Một round thi đấu quan trọng và rõ ràng là họ không hề muốn thua một chút nào trong round thi đấu này cả. Và liệu rằng sau tiếng pow này thì Renegade họ có được một bài vở gì đó mới mẻ hay không đây? Từ nãy đến giờ thì luôn là những tường chiếm map cơ bản thôi, ngoại trừ cái pha phi mid nhanh thì đều là những pha chiếm map. Và để cho Guys Sport họ retake rất đơn giản. Guys Sport thì họ cũng đang bắt đầu bắn vào tay rồi. Vị trí của Jack cũng như là Amanek nữa. Tuyền Lucky có vẻ cũng đang có cho mình 8-3-15. Một cái chỉ số tạm ổn đến từ vị trí của Lucky mà thôi.
lại là tình huống have fun đến từ Topsy rồi. Vẫn đang rất vui vẻ rồi nha các thành viên bên phía G2 Esports. Và bây giờ trận đấu sẽ quay trở lại ngay thôi. Bên phía của Renegade, một mình Gratification đang là người di chuyển độc lập ở khu vực A-Shop. Trong khi đó thì có hai người di chuyển vào Tanner và hai người di chuyển ra A-Long. G2 Esports thì sao đây? Để mình bị phâu với 3A, 1 hit và 1 B. Kenneth có vẻ vừa nhìn thấy một người ở A-Shot thì phải. Tuy nhiên thì đó rất khó để có thể có mạng được. Soxy nhấp nhá hụt mid đồ. Nhưng bây giờ thì Bách về bắn luôn trong bom zombie và bỏ trống hoàn toàn hụt mid đến từ bên phía G2 rồi. Một pha phi dài shot rất nhanh cho bên phía Gratification. Vẫn đang đối đầu với đó là vị trí của Kenneth. Kenneth cũng đang tỏ ra là rất lì lợm khi liên tiếp đẩy ốp ra khu vực A-Shot. Bây giờ thì Kenneth có vẻ như anh sẽ Bách về mà thôi. Không là tiếng bắn cường nữa. Vị trí của Jack vẫn đang là người được gài lại trong khu vực pit. Và các thành viên bên phía Renegade ở trong round thi đấu này, họ đã chiếm được khu vực A-Shot rồi, họ đang muốn làm gì đây? Chúng trả flat cho khu vực middle. Renegade có vẻ như mục tiêu thật sự của họ trong round thi đấu này sẽ là khu vực A-Shot. Bắt đầu trả smoke ra rồi, bắt đầu di chuyển lên trên vùng bom dây A thôi. Kenneth đang quay vặt đi để tránh flat, nhưng bây giờ đối phương đã tràn lên. Jacob mang một tiếng lucky rồi. Kenneth đổi được một, vẫn còn lại một người ở khu vực A-Long nữa. Nhưng Renegade có vẻ như cũng không mặn mà với trường bắt súng của Kenneth. Và bây giờ thì có một người giữ lại ở khu vực city, đó chính là Azer. Shoxi đang ở rất gần rồi, bom được đặt thành công và một tiếng retake 4v4. Renegade vẫn còn cho mình hai quả lửa. Shoxi bắt đầu đẩy ra rồi, quả phát trả ra là rất đẹp đến từ vị trí bao bên. Azer mù trắng xóa và bây giờ lợi thế người đang thuộc về các thành viên bên phía team Renegade rồi. Có lửa được trả vào thêm hay không đây? Không có bất kỳ một ai A-Shot cả. Gratification chỉ cần KA long những người đồng đội của mình mà thôi. Liad kết thúc đi được rách rồi. JKS đã không ai bên đây. Kenneth tầm xuống và rồi Shoxi không thể di chuyển ra được đến từ Shoxi đâu. Và đó là 10-12 dành cho các thành viên Renegade. JKS lần này JKS chỉ chém xác vừa rồi. Anh nghĩ sao về điều chém xác này? Vâng, thì sau liên tiếp những tình huống mà đồng đội của anh bị đối phương xâm phạm tử thi thì bây giờ cái việc anh ấy chém lại vài nhát vào cái xác đối phương cũng là chấp nhận được rồi. Nhưng mà chém nó không phải là sấy anh ạ. Đúng rồi. Thứ hai lúc nào cũng phải cầm súng lên bắn vào xác mình. Dây két là một kiểu tự săn em ạ. Săn một con mồi là bổng sẻ ra. Khám nghiệm tử thi đúng không anh? Đúng rồi. Và bây giờ 10-12 đến từ bên phía của Renegade. Một round thi đấu của Esports đang là Eco với chị hiệu Deagle. Duy nhất Jack là người có cái giáp một thôi. Rất khó để Esports có thể chọn có được chiến thắng ở round thi đấu này. Cậu Deagle trên tay rất nguy hiểm. Bây giờ thì Liad vâng đục yếu rồi. Có vẻ như là một viên Deagle qua cửa bắn thẳng vào mồm của Liad. Rất may mắn là Liad vẫn còn 12 HP. Vẫn phải rất cẩn thận dành cho các thành viên bên phía Renegade trong round thi đấu này. Một round thi đấu mà G2 Esports đang chủ động bắt bài cùng bomb site A khi để cho một mình Amadek là người solo bomb site B với một khẩu CZ75 và không có bất kỳ một cái trang bị gì nữa cả. G2 bắt đầu muốn đẩy ngược ra cùng A-Shot rồi. Vâng, đang có đến tận 4 khẩu Deagle chĩa vào khu vực A-Shot. Rất nguy hiểm đến các thành viên bên phía G2 Esports. Liệu Renegade có đi vào cái bẫy này hay không đây? Liad chỉ còn cho mình 12 HP mà thôi. Nếu không cẩn thận thì phần thắng vẫn có thể thuộc về các thành viên bên phía G2. Bắt đầu đẩy lên trên khu vực A-Shot dành cho G2 rồi. Biết được rằng A-Shot clear, Renegade đang muốn di chuyển ngược lại ra khu vực A-Long. Chiếm được A-Long dành cho các thành viên bên phía Renegade. Liad sẽ chuyển sang bắn ốp trong tình huống này khi anh chỉ còn cho mình 12 máu. Rồi di chuyển ra clear pit rất cẩn thận để phục vụ Renegade rồi. Mục tiêu bom Saya của các thành viên bên phía G2 Esports đang có đến tận 4 người và Amadek có vẻ như cũng đang muốn di chuyển về rồi, bắt bài được các thành viên G2 và có vẻ như đang là đúng. Vâng, một tình huống mà 5v4 Renegade họ có lợi thế về súng, nhưng bây giờ thì Lucky và Soxy và cả Kenneth nữa. Những khẩu Deagle trong tay các thành viên team G2 đang thực sự phát hiệu quả rồi. Ba mạng của Renegade nằm xuống. Jacket rất cố gắng nhưng cũng chỉ là bắn yêu Lucky mà thôi. Và bây giờ thì ba người hiện ra trước mắt. Soxy vả mồm Jacket rồi. G2 Esports họ thua Eco được thì họ cũng thắng Eco được. Và G2 13-10 rồi. Renegade đây sẽ là một tình huống rất chí mạng cho họ trong cái lượt thi đấu Good Hub này. Tôi đã nói rồi mà, những khẩu Deagle trên tay các thành viên bên phía G2 chúng ta vẫn luôn phải cẩn thận. 13-10 dành cho các thành viên bên phía G2 Esports. Vẫn đủ tiền để có thể full bài đến từ đội hình của bên phía Renegade. Đã phải sử dụng cho mình quyền tham mao thứ 4 rồi. Nếu như G2 chiến thắng ở trong map thi đấu này thì chúng ta sẽ cùng có map thi đấu thứ 3. Đó chính là map thi đấu Inferno. Nhưng mà tôi nhận thương thật em ạ. Chém xác đúng không? Chém xác xong thì cũng thua thật luôn. Vâng. Sử dụng quyền power cuối cùng từ Renegade rồi. Và liệu rằng team nào sẽ là người giành chiến thắng mang thứ đất 2 đây? Mặc dù G2 Esports đang là đội dẫn trước, tuy nhiên cách biệt cũng chỉ là 3 round thi đấu mà thôi. Và Renegade thì vẫn đang full bài được trong round thi đấu này với 3 của AK,
vẫn có ốp 4 cầu AK thì chính xác hơn, full bom mìn vẫn sẽ là một round thi đấu căng thẳng nữa dành cho bên phía G2. Tuy nhiên nếu thắng được round thi đấu này thì lượng tiền còn lại của Renegade cũng không phải là quá nhiều, chỉ còn Gravity Faction cũng như là Light Art là những người có thể full bài được ở round tiếp theo nếu như Renegade để thua thôi. Renegade đang gặp rất nhiều khó khăn, tiền không còn là nhiều nữa và bây giờ thì full thẳng lên top luôn. Nhưng đó là một tiếng bắn kẹp hai shot đến từ các thành viên bên phía G2 Esports. Jack đã cover được cho người đồng đội của mình rồi. Renegade ngay lập tức thì họ đẩy ngược ra khu vực A long. Các thành viên bên phía team G2 họ vẫn đang bắn đến tận 3 người ở trên shot ở trong tiếng này. Renegade cũng đang chủ động chậm lại, lợi thế người dành cho các thành viên bên phía G2 Esports. Jacob vẫn đang được gài lại ở khu vực bom site B mà thôi. Và đội hình của bên phía G2 có vẻ như họ vẫn đang trung thành với cái đội hình cương shot của mình. Bắt đầu có tiếng nói trả đồ và khu tăng đồ đến đây. Rồi và bây giờ thì sốc xì kết thúc ngay Jacob. Một cái chết trắng như vị trí của Jacob, quá khổ. Và bây giờ thì G2 Esports Kenneth headshot Gravity Faction. C4 đã rơi, Kenneth nhìn thấy điều này. Kenneth bắt nhiều refix ở đây nhưng không được rồi. Lai át vả mồm là rất nhanh. Nhưng bây giờ đang lợi thế rất lớn cho G2 Esports 2v4 và G2 có thêm một lần nữa để thua những tình huống hơn người như thế này hay không đây. Lai át nhặt lại được quả C4 rồi. Lửa trả shot rất cẩn thận và sẽ làm cho đặt bom thành công cho bên phía của Renegade mà thôi. Bom sẽ được đặt đến từ Lai át. Bây giờ thì nhảy bắn rồi, rất khó chịu đến từ Lucky. Azer cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Azer có một bàn rồi, đối phương đã móc ra được đến tận 2 người ở khu vực A long. Quá khó dành cho Lai át, chắc chắn sẽ không thể chiến thắng trong tiếng này. Lai át có một mạng nhưng cũng chỉ là một mạng nữa mà thôi. 14-10 dành cho các thành viên G2 Esports. 14-10. Tuy nhiên với việc đặt được C4 thì round sau Renegade họ vẫn có thể up được, đặc biệt là khi Gravity Faction đang rất giàu và cả Lai át cũng vậy, hoàn toàn thể drop cho đồng đội mình những khẩu AK. Mười bốn mười, G2 Esports có vẻ như là họ đang thực sự có một màn trình diễn ấn tượng bên phía Cityside. Họ mới để cho Renegade thắng được có 2 round thi đấu mà thôi, trong khi đó thì đã thắng đến 7 round thi đấu bên phía City đến từ bên phía G2 rồi. Giờ thì Renegade sẽ tiếp tục có cho mình một key round. Ai gần chạm được cái match point rồi. Liệu chúng ta có phải đến với match thiếu thứ 3 hay không đây? Sẽ có ốp được lên mình trong Kenneth và cả Gravity Faction nữa. Renegade ở trong round thi đấu này có vẻ như họ không muốn tràn long sớm. Thứ 2, Lucky và vị trí của Jack vẫn đang là người giữ lại ở khu vực A long. Trong khi đó là các thành viên bên phía Renegade đang bắt đầu bò lên trên khu vực middle rồi. Thứ 2 đang không có bất kỳ một ai giữ mid cả. Và liệu có tiếng bò trườn tiếp tục đến các thành viên bên phía Renegade hay không đây? Jacob đang có cho mình một vị trí đứng rất đẹp. Bên phía G2 đang bỏ hoàn toàn khu vực middle. Và bây giờ thì các thành viên bên phía Renegade sẽ tiếp tục đi đầu đây. Liệu có phải là một tiếng đánh mid to be hay không? Cũng đã bắt đầu có smoke được trả ra rồi. Thêm cả lửa được nhồi vào nữa. Shoxi vào vị trí của Amadek. Lần này thì họ sẽ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng Gravity Faction mới bắt đi được Lucky rồi. Amadek sấy trong mù là và có được cho mình một mạng. Và bây giờ thì Amadek có mạng thứ hai không đây? Gravity Faction đổi được một nhưng Amadek đổi được hai. Và bây giờ thì Liad kết thúc đi được Amadek. Azer vẫn khỏi đây. Azer hạ gục đi được Jack rồi. Rồi thôi. Kenneth chắc chắn sẽ phải xếp súng vào trong tiếng này. Round thi đấu tiếp theo G2 Esports vẫn đủ tiền để có thể full buy nữa. 11-14 dành cho các thành viên bên phía Renegade. Trong số 3 round thắng của Renegade bên phía T-side tính thể hiện tại thì 2 round là đánh B. Tuy nhiên thì có vẻ như từ nãy giờ họ rất ít khi đánh B mà toàn là những lên A thôi. Và rõ ràng lên A là không hề hiệu quả một chút nào cả. Mình nghĩ rằng là ở trong những round đấu cuối cùng của cái lượt first good half này thì họ nên tận dụng cái việc đánh vào bom CB nhiều hơn, thì cơ hội thắng sẽ mở ra cho Renegade hơn là cái việc cứ kiên trì đánh lên bom CA như những round đấu trước. Tuy nhiên thì không biết rằng G2 Esports sau round thi đấu này thì họ sẽ có sự điều chỉnh của bom xe B sẽ là một tiếng bắn 3B dành cho các thành viên bên phía G2 chăng? Đang là những tình huống rất căng thẳng đến từ cả hai team. 11-14 rồi, khoảng cách lại được thu hẹp xuống còn 3 round. Và bây giờ thì bên phía G2 Esports vẫn có thể full buy một cách đầy đủ. Đây sẽ là một key round dành cho các thành viên bên phía G2 Esports. Lượng tiền của họ cũng không còn là quá nhiều nữa rồi. Và Renegade cũng vậy, không thể để đối phương chạm được lên cái match point trước. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem Renegade sẽ sử dụng cái tactic gì ở trong round thi đấu này đây. Có vẻ như là G2 Esports vẫn đang trung thành cái đội hình 2B mà thôi, vẫn là bộ đôi Shoxi cũng như là Amadek. Gravity Faction lần này đã chuyển hộ khẩu sang KOP trực diện ở khu vực box B rồi. Bây giờ thì Amadek thêm vào một quả smoke được nhồi vào nữa. Liệu các thành viên Renegade có tình huống boost 3 người hay không đây? Tôi đã nhìn thấy Renegade sử dụng cái bài boost này khá nhiều rồi nhưng vẫn chưa phát hiện hiệu quả. Và bây giờ thì đây rồi, nhưng bắn trượt đến từ Gravity Faction. Không thể tin được, trời ơi, một tiếng mà Renegade đã có cho mình rất nhiều lợi thế.
Gratification lại là người phải nằm xuống. Renegade đang gặp khó rồi. Một góc bút rất hay đến từ Renegade cho đến khi mà Gratification bóp cò. Và giờ thì với lợi thế người, G2 Sports sẽ thi đấu rất thoải mái với đỉnh 2-1-2 cơ bản mà thôi. Lucky Kevin dây cầm hoàn toàn bất lợi và nằm xuống ngay lập tức bởi Lucky. 5v3, G2 Sports họ đang đến rất gần với cái match point của mình rồi. Renegade, dây két đang muốn thử lửa ở khu middle. Vác một ọp ra tay ngư, một smoke city được trả ra rồi. Ngay tức chơi lên window cho dây két. Di chuyển là hợp lý, tuy nhiên sau đây dây két sẽ đi đâu đây? C4 vẫn đang ở shot và có vẻ như làm lần nữa. Renegade, họ muốn đánh vào bông sơi, nơi mà đang có con quái vật kẻ nét ngự trị. Vâng, Renegade đã dụng rất nhiều lần ở khu vực bom xe A rồi. Bây giờ thì liệu họ có thể cứu về một 3v5 hay không đây? Lửa bắt đầu được trả ra đến từ các thành viên bên phía G2 Esports ở cái khoảng tham mình rất cận kề. Và bộ ba của bên phía team Renegade bắt đầu tanh lên trên bom xe A mà thôi. KDS có cho mình một mạng rồi. Có phải là đắp cổ kill nhưng bắn trượt đến từ KDS. JDS đổi mạng của Jack, tiếp tục bắn trượt dành cho KDS. Trả ra một quả flash 16 giây. Bây giờ thì các thành viên bên phía G2 Esports đã bắt đầu back về rồi. Liad vẫn đang bò rất chậm. Liệu có thể đặt được bom hay không đây? JKS đã có việc lucky nhưng KDS đổi mạng của JKS thành công. Và giờ Liad không có cơ hội trong tình huống này nữa rồi. 15-11 dành cho các thành viên G2 Esports và lại xấy xác. Đúng lại là cái tên KDS xấy xác anh ạ. Đấy. Lúc này là KDS thương mình. Anh em thắc mắc là quái vật hỏi chấm thì KDS bắn 3 mặt luôn với tốc độ rất cao. Max Boy cho bên phía G2 Esports và sẽ có liên tiếp 4 cái Max Boy cho bên phía của G2. Rất khó để Renegade có thể comeback được ở thời điểm hiện tại. Tuyên cũng rất may mắn là các thành viên bên phía Renegade vẫn đặt được bom ở trong round thi đấu vừa rồi. Cải thiện một chút về lượng tiền, có thể cứu về loạt OT không đây? Tỷ số hiện tại đang là 11-15 và 4 Max Boy cho các thành viên bên phía G2 Esports. Có vẻ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với map thi đấu thứ 3 mà thôi. Map thiếu thứ 3 trên map Inferno. Bây giờ thì bên phía Renegade round thi đấu này Liad đã là người di chuyển vào trong khu vực A-shot rồi. G2 đã chiếm được A-long. Với việc mà Jack đã di chuyển xuống pit, vẫn đang là một đội hình 3A và 2B đến từ các thành viên G2 Esports. Và Renegade có vẻ như họ vẫn đang muốn đẩy lên trên A-shot rồi. KDS đang kéo ốp ra. Và bây giờ thì KDS có mạng hay không đây? Rất cục xúc đến từ phía KDS. Một quả lửa được nhồi vào đến từ những người đồng đội của anh rồi. Và thêm một quả nét được trả ra nữa. Rati Faction và Jacob chỉ còn cho mình dưới nửa máu mà thôi. Renegade bắt đầu tràn lên. KDS đã lùi về rồi. Giờ thì Lucky đang là người kê lại ở khu vực RAM. Có vẻ như Renegade đang muốn ném bài vào trong khu vực A-shot luôn. Và bây giờ thì khoảng thời gian 1 phút này, liệu có muốn tràn luôn vào trong khu vực bom xe A không đây? Số phận của Renegade sẽ chuẩn bị được định đoạt ở trong map thi đấu thứ hai này mà thôi. Một tình huống đang có hai player máu từ Renegade và có vẻ như là Azur muốn nhảy thẳng xuống City rồi. Di chuyển thành công từ Renegade sẽ có rất nhiều info cho bên phía của Renegade trong round thi đấu này. Gai Sport vẫn chưa biết người City ư? Lucky sim quả phát để đẩy vào, những đó là một cái chết rất tức tử cho anh Soxy trong bom xe video được một mạng rồi. Có phải double kill đây? Double kill, triple kill Soxy, quả ra kill cho Soxy rồi và bây giờ chỉ là mình Azur thôi. Update vàng ngay vào mặt của Azur. Soxy, một tình huống bắn rất kinh dị và đã có cho mình đến 4 mạng trong pha thi đấu vừa rồi. Đặt dấu chấm hết cho bên phía của Renegade luôn ở map thi đấu này. Good game được cồn ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi ít phút trước khi đến với map thi đấu thứ 3, map thi đấu Inferno. 16-11 dành cho các thành viên G2 Esports với một bàn qua đa kill đến từ vị trí của Soxy. Quá tờ. Vâng, và vậy là map thiếu thứ hai đã kết thúc với tỷ số là 16-11 dành cho các thành viên bên phía G2 Esports rồi. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với map thi đấu thứ 3, map thi đấu Inferno mà thôi. This is unbelievable, simple. Oh!